Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay dịch quá các bạn ơi, hết đi quay đâu được rồi. Giờ mình trốn xuống ghe luôn rồi. Đi xuống ghe cũng giống như là tịnh dưỡng lộn. Trốn dịch luôn rồi các bạn. Bây giờ thì ghe mình đang có mặt tại kho Việt Thắng, chuẩn bị lên hàng. Mà các bạn dòm cái cảnh như thế này đây. Đây, bạn dòm cái cảnh như thế này đây. Trời mưa bong bóng phập phồng luôn nè các bạn. Chị đi lấy chồng em ở dưới ai. Trời ơi, mưa từ lúc đâu 1 giờ sáng tới bây giờ á. Giờ này thì muốn trưa luôn rồi, muốn ăn cơm trưa luôn rồi mà chưa hết mưa nữa. Bạc thì đậy mũ như thế này, công nhân thì đi đánh bài hết trơn luôn rồi các bạn ơi. Đi kiếm sống rồi, kiếm một cái con đường riêng để xanh sữa rồi. Ở bên đó thì là hai chiếc xe lan bả đậu đang đậu ha. Mấy chiếc đó là chở hàng ở ngoài Vũng Tàu giờ đó các bạn. Còn đây là ở trên công ty nè các bạn. Ồ, nè, hồi chút xíu nữa, chừng nào hết mưa là cái băng tải này nè, người ta sẽ hạ xuống dưới chiếc ghe của mình rồi bốc xếp chuyền cám lên. Còn cái chiếc xe mà bốn bánh mà xe tự chế trên chảnh, giống như chiếc xe tăng chảnh đó, là cái chiếc đó là kêu bằng chiếc mọt nha các bạn. Mình không biết sao mà không kêu bằng xe đầu kéo hay là chiếc gì mà kêu bằng chiếc mọt. Vậy là M03, đó nghĩa là chiếc xe này là mã số 03 nha các bạn. Để mà phân biệt ra, máy này thì mấy anh lấy mấy cái bi sai của mấy cái chiếc xe lớn á, rồi mà anh gáp vô chế thành chiếc mọt. Chiếc này chở cũng dữ lắm mà, rồi lấy mấy đầu máy cài kéo. Chiếc này thì chở tầm khoảng cả chục tấn á. Hôm qua mình thấy chắc nhiều lắm. Còn đây vòng vòng phía trên công ty nè. Quá trời mưa, không đi đâu quay được cho các bạn xem, chứ để hồi hết mưa mình đi qua bên mấy ghe thức ăn dưới qua bên xà lan bả đậu quay cho các bạn xem nha. Này là làm thức ăn cho cá tra nha các bạn. Rồi nhiên liệu chính là bột cá nè, rồi cám nè, cám khô, cám ướt, rồi bả đậu nành nè, rồi bắp nè. Nói chung là nhiều thứ lắm. Nhiều thứ lắm rồi mới trộn lên thành một cái viên thức ăn cho cá tra với cho heo đó. Còn ghe mình thì đang chở cám. Đi ra ngoài phía ngoài cho các bạn xem một chút xíu. Này mưa nhỏ đi ra ngoài quay được không bị ướt điện thoại các bạn. Này, nước động dũng rồi nè. Này mưa tối giờ cái này là chừng nào mà lên hàng là mình phải tát ra nha các bạn, để không thôi nó chảy ướt xuống dưới hàng. Còn cái khúc này là cái khúc bạc lùa nè, tại vì cái khúc này không có dàn cơi nên đặt đẩy bạc lùa được. Bây giờ đi ra đây không biết quay cái gì nữa trời, không có gì đâu quay trời. Này mà có cái chài xuống đây chài cá cũng đã dữ trời lắm đây. Mà nước đổ này không biết có cá không nữa. Còn chiếc xà lan bên đây Vĩnh Long này 14929 thành phát, cái chiếc này lớn dữ trời luôn. Chiếc này chắc cũng tầm 1.500 à. Một vách chở hàng ở ngoài Vũng Tàu về, mấy chiếc này chở ba đầu nành. Ôi ôi, giờ cái cabin thì hài rồi các bạn. Để chút xíu nữa hết mưa mình lội qua bển mình review cái phòng tài công rồi cho các bạn xem chứ coi ảnh phan đậu nành lên ha. Không biết đi xuống dưới hầm máy được không nữa. Tại giờ dịch quá trời à, không người ta không có cho đi qua đi lại nhiều. Mình là hết đi lên trên công ty luôn rồi đó các bạn. Đi vô. Mình là không có đi lên trên công ty đó được rồi đó. Là nói chung là ở dưới ghe là sẽ ở dưới ghe, còn ở trên bờ là ở trên bờ, không có dính líu với nhau. À, chỉ là cho công nhân đậu ghe xong cho công nhân xuống tự xử tự lên hàng thôi. Còn ký phiếu cái vọng gì thì cũng không được lên trển luôn. Chuyền cái cây qua lấy cái cây chuyền qua chuyền lại sẽ ký rồi mới đem xuống ghe. Tình hình dịch căng quá bởi vì ai cũng phải cẩn thận nha các bạn. Còn đây là ăn sáng ở dưới ghe đây các bạn. Đó, dịch ăn mì thôi chứ có ăn gì được chứ. Đâu được cục thịt luôn khuyến mãi, giữ dần đi. Như đó là đủ rồi các bạn ơi. Chứ ở dưới ghe đâu có ăn được gì ít, chứ mày nấu giữ thằng gì kìa. Chơi lần hai gói luôn nha, anh này ăn kiểu giống như là ăn no cái tới chèo luôn nè. Trời ơi, còn tô của em mà đây có ớt luôn chứ, có màu đỏ đỏ vô xịn sò thì chứ. Rồi thì mời các bạn ăn cơm gì lộng ăn mì với mình luôn nha. Dỡ bạc xong thì mấy anh công nhân bắt đầu lên hàng nè các bạn. Đó, ở dưới ghe thì có mấy người ta, 5 người. Anh này anh chơi căng 2 luôn trời, mình nên anh là loan bao luôn nè.
mấy bao này tầm khoảng 40-50 kg một bao nha các bạn. Trời mưa quá trời, trời mưa rồi, bởi vì vợ bạc có một khúc yếu à, vợ khúc ở ngoài sao à, còn khúc một chút mũi vẫn đậy bạc à. Ôi bữa nay chắc không rồi quá, trời chỉ mưa nữa rồi. Ôi cái cần nó dài, cái cần màu vàng vàng vẫn là cái cần để mà hút qua cái bã đậu nành nữa các bạn. Đây này. Ôi nguyên cái ống dài thòn luôn, giống như cây thước bản vậy. Bị hư rồi, cây bển bị hư, bây giờ anh đang sửa cho này nè. Qua giờ tính quay cái đầu hút cho các bạn xem, nhưng mà anh hư anh sửa chưa rồi, nó bây giờ không có quay được. Cái cành, cái anh mà anh cầm cái cây anh thọt bó cám ở trên này là anh đó kêu bằng KCS nha các bạn. KCS là viết tắt cho cái từ kiểm tra chất lượng sản phẩm đó. Là anh ở bên cái câu là kiểm tra chất lượng cám này. Đó anh chọt kìa, rút ra miếng máu, lọt miếng cám chứ. Hôm nay mình phải bịt khẩu trang mới dễ quay nói chuyện, nhiều khi mọi người nghe không rõ rồi, mọi người thông cảm cho mình nha. Rồi mới lên chút xíu gần này cái mọt rồi. Đó chọn nữa kìa, đó chọt vô một cái là 200 g. Đi gan rút mỡ vậy các bạn. Ồ mới đây gần hết dàn cơi rồi nè. Ghe mà khi mà lên hàng là hết cái dàn cơi là khỏe lắm nha các bạn. Tại vì hết dàn cơi là mình đẩy bạc lùa, bạc lùa đó đẩy rất là mau. Chứ còn dàn cơi mới đẩy cái tấm bạc gờ đó nó nặng như trâu vậy, miếng đó nặng như cũng cỡ 70-80 kg vậy, nó thấm nước vô nữa. Mấy anh này thì anh làm ăn đầu tấn, ví dụ như gì là lên gì là một tấn là mấy chục ngàn vậy đó, rồi chia với hai anh ở trên đó nữa, nó chia với hai anh đội trên đó nữa, chứ chuyến này 5 người nó là 6 người. Đây gần đầy mọt nè các bạn, như xe như thế này thì tầm khoảng 10 tấn à, mình chưa có lấy phiếu cân nữa bởi vì chưa có biết là chính xác là nhiêu nữa. Rồi các bạn giờ anh trai nè, đảm đang ghê chưa, quét dọn nè các bạn. Ở nhà vợ kêu quét nhà đâu có quét đâu, vô co quét. Trời ơi, cái bánh xe nó lúng xuống nè. Gần đầy mọt rồi, để chút xíu nữa mình quay chiếc máy cài lại lôi cái mọt cho bạn xem. Đưa đít vô rồi móc vô cái móc lôi đi, giống như xe đầu kéo vậy. Hạ băng tải xuống. Cái băng tải này là cái băng tải di động nha các bạn. Là có nghĩa là mình làm xong là chiều đem vô cắt, bỏ tủ đóng hộp lại để nó hàng chậm lấy. Đó nó kìa kìa, nhõng nhõng kìa, cái băng tải này nó giữ chờ lắm nè, nhõng nhõng nè, nhõng nhõng bánh xe nè. Ừ, anh hạ đụng đầu rồi nó không nhõng, hồi nãy nó nhõng lên giờ nó ghê gớm lắm các bạn. Ủa còn lên nữa trời, còn lên trên nữa kìa. Xong như thế này rồi xe mới chạy đi căng xong rồi trừ cái xác của cái mọt ra, rồi mới tính được cái trọng lượng của cám nha các bạn, rồi mới in vô phiếu vô giấy, rồi mới cho mình ký tên vô là xong cái nhiệm vụ là lên hàng. Bữa nay không biết gọi không nữa, bữa nay chắc không gọi rồi, bữa nay thấy tình hình mưa gió quá các bạn ơi. Chiếc máy cài đưa vô đó các bạn, chuẩn bị anh giật ra này. Đó ở trong công ty mấy đồ chế phải nó độc lạ không nha các bạn, giữ trời nha. Ôi cái xe nè, ông nhỏ ở đâu có chiếc xe ủi dầm cưng vậy, giống như đồ chơi con nít nè các bạn. Đau đầu chiếc xe kìa. Nhìn đi ra coi robot hả thầy. Bên đây ở ngoài sau lướt, ở ngoài sau cái lái của mình thì máy ảnh đang xuống thức ăn đó. Đem nhiên liệu lên rồi nấu xuống nha, nấu xong rồi thành thức ăn thì sẽ xức xuống ghe như thế này nha các bạn. Rồi ghe này mới vận chuyển lên những cái hầm cá tra hoặc là bán lại cho những cái chỗ mà người ta mua sỉ đó, những cái xưởng lớn đó. Ừ này anh đứng cái tướng này tạo anh diện kinh công cái gì thầy. Xíu lọt xong luôn quá. Bên bển này là cái khâu xuống thức ăn, còn ở ngoài phía trước mấy chiếc ghe cao đó nữa là cái bên đó là bên hút chấu nha. Cháu bơm lên để mà nấu thức ăn.
bên thức ăn xuống nhanh lắm các bạn, tại vì bên thức ăn là cái bao nó nhẹ với thêm cái nữa là bao nó sạch sẽ đó, xuống nhanh lắm, đi liền bao luôn nãy không. Đây anh đứng thêm cái kiểu này lên đây. Trời ơi tướng đẹp vậy. anh đang dùng cái vỏ cong ra để mà đẩy chiếc ghe ra nha các bạn. Còn phía đằng xa có một chiếc xà lan rất là to đây, mà chiếc này biển số mấy mình cũng không biết nữa, mà thường thường mấy chiếc này thường thường là chở sắt ở ngoài Sài Gòn đi về hướng ở trên Campuchia không à. Trời ơi bự nè, tại vì mình quay bằng điện thoại bây giờ không có zoom gần được, zoom gần nó bị bể hình các bạn, zoom gần quá nó bị bể hình, chiếc này dài quá trời luôn ha. Mấy cái chiếc này thường thường là 79m9 không à, là không có chiếc nào mà quá 80m hết trơn á, quá 80m là bên đăng kiểm biển rồi, 79m9 trở lại không. Anh đi từ từ à. Mấy chiếc này thường thường là hai máy nha các bạn, thấy chạy chậm vậy chứ khi mà ghe mình chạy lại gần mình đua với nhau chạy qua mặt cũng không nổi đâu, đi nước xuôi là có chớn đi dữ lắm luôn á. Còn đây là mình đây các bạn, rất chi là đẹp gái nha, ổ lộn đẹp trai các bạn. Bây giờ sẽ đi cho các bạn xem mấy ảnh này, ảnh dục lên ở đây, dục ba cái cám lên ở đây các bạn. Cái này thì chiếc ghe mình chở tổng cộng là 3.000 bao ha, 3.000 bao tương đương với 150 tấn các bạn, 150 tấn mà dưới này chỉ có 5 người thôi. Vậy là mấy ảnh phải dục là một anh là nhiêu trời, một anh là trên 500 bao á, đúng rồi, một anh là phải dục trên 500 bao mới được. Đây nè các bạn, vợ con đâu thấy cảnh này ha, tối về uống rượu rồi chữ lên chữ xuống nói này nói kia. Rồi càng ngày càng sâu rồi, khi mà nó sâu xuống dưới là khó móc nữa nha các bạn, cái mấy cái bào cám này nó vẽ giống như là miếng bê tông vậy đó, kìa anh móc kìa, anh bư kìa à, anh bư nè, nó cứng nó vẽ khắc à, tại vì cám nó xốp đó, rồi nó đè lên mấy cái bao mà nằm ở dưới lường nó còn giữ trời, nó cứng giống như là bê tông vậy, móc lên cái là muốn bỏ luôn mấy móng tay vậy. Mấy anh này là anh có vỏ cong hết trơn rồi, bởi vì mấy cái móng tay của ảnh là nó hết mài mòn được luôn rồi. Ủa chơi bằng tay không à, chứ các bạn mà không quen mà đưa xuống móc chừng 10 bao là mấy cái đầu ngón tay các bạn đau dữ trời lắm, đau chịu không nổi luôn, tối giờ nó tê mất cảm giác luôn, là gờ vô là nó hết cảm giác luôn các bạn, tối về mà gờ là hết cảm giác luôn. Rồi giờ công nhân nghỉ rồi các bạn ơi, lên chưa được nửa ghe nữa, nghỉ rồi. Đây giờ này mới tầm có 3:30 mà anh nghỉ sớm quá trời luôn à, chứ thêm cái nữa giờ ghe nghiêng chuyền luôn rồi. Rồi chút xíu chắc mày đi xuống dưới đựng mà lấy sữa mấy màu cám lại cho nó bớt nghiêng ghe, chứ thôi để như vậy là tối ngủ là nó dọn qua bên không á. Bây giờ thì đi xuống dưới sửa cám nè các bạn ơi. Đây cám nó nghiêng nè. Cái này mà để tối ngủ là nó chú nhủi bên một. Quá trời hôm nay mà anh nghỉ sớm mới có 3:30 anh nghỉ rồi. Rồi. Nhớ chiều tập thể dục ha. Khiêng chừng 30 bao à, chứ không có khiêng nhiều đâu, khiêng nhiều chắc tối nay liệt luôn các bạn. À, rồi bao nhiêu đó các bạn ơi, bao nhiêu quá chắc sanh bệnh luôn. Ôi quá trời đóng cám nó nghiêng này, tại vì mà anh nghỉ mà anh không cho mình hay các bạn, bởi vì không có biết giờ được, thường thường 5 giờ bữa nay mới 3:30 anh nghỉ rồi. Rồi tối nay ngủ dưới cái dốc luôn ha. Giống như là cột trượt vậy, tối nay là trượt qua bên không nè. Giờ thì đi đại bạc nữa là xong, đại bạc nữa là ăn cơm nghỉ ngủ rồi. Vô quá trời.
ai dính cám nặng. Mình máy nào nó giống như con lợn vậy. Dính về. Vô mạnh vô. Hết công lực đi nào. Chỉ nó kẹt mấy cái bánh xe đó, các bạn nó bị cám nó dính vô nó kẹt á. Để muốn công sinh sống vậy. Rồi, cuối cùng đổ mồ hôi sôi con mắt cũng đã đầy bàn xong rồi các bạn ơi. Bây giờ thì nghỉ nha. Tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở video ngày mai. Ngày mai không biết lên xong không nữa. Nam mô Di Phật cho nó lên xong các bạn. Mệt quá trời mệt. Xin chào các bạn nha.